À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì bên em về được một số sản phẩm giới thiệu đến cho tất cả các bác đây. Đó chính là những dòng dây nguồn audio quét này, dây optical, đấy, những dòng dây RCA của Acuphase, lọt Dot, hay là những dòng RCA của Đức. Đấy, và đặc biệt hôm nay em về thêm được một số cặp dây loa Audio Mega của Pháp. Dây rất là tầm tiền mà cái chất âm nó mang lại nó rất là hay nha các bác. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm. Những bác nào có nhu cầu thì bác sẽ alo cho em Huy Cường Audio qua số điện thoại 0775 264 888. Bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác nhé. Rồi, thì trước tiên thì đây, em sẽ giới thiệu các bác về đây chính là một sợi dây optical audio quét. Đấy, cặp này thì sợi này thì nó là hàng bãi xịn 100% bên em về nha. Nó là dòng TP-03. Cái sản phẩm này thì thực ra thì bên em cũng không có hay về được hàng đâu, cũng lâu lâu thì về được những sợi optical nó chất lượng đấy, hay còn gọi là dây quang nha. Đấy, thì em giới thiệu đến cho tất cả các bác thôi. Bởi vì khi mà các bác nghe những con giải mã mà các bác được kết hợp này, những cái sợi dây optical cao cấp như thế này thì cái chất âm nó mang lại cũng rất là hay nha. Đấy, các bác nhìn này, dây thì siêu mềm dẻo rồi. Đấy, nó là dòng dây đây. Đấy, nó là dòng dây optical này. Đấy, các bác nhìn ra. Đó, TP-Link này. Đấy, cực kỳ chất lượng của hãng Audio Quest, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, các bác nhìn chưa, dây và đầu jack của nó thì tất cả những cái dòng này nó đều là đầu đúc nguyên bản nguyên zin nha. Thì cái sợi này thì bên em đang về và bán cho các bác mức giá là 900.000 một sợi. Và dây nguyên bản như này em về ấy, nó sẽ có chiều dài là 2m nha các bác. Đấy, không có ngắn hơn. Đấy, nên các bác lưu ý giúp em nha. Đấy, giá là 900.000. Thì giá này thì bên em đã bao gồm cái phí ship để gửi đến cho tất cả các bác rồi. Đấy, rồi thì tiếp đến em sẽ giới thiệu các bác về cái cặp dây tín hiệu RCA của Acuphase. Đấy, thì đây, đây các bác nhìn này, đây chính là một cặp RCA của Acuphase, nó là dòng Superior Copper như này đây nha. Đấy, dây này thì nó có chiều dài nguyên zin là 1m nha các bác. Dòng này thì đã qua sử dụng rồi. Đây các bác nhìn là đầu jack thì còn thân dây thì nó còn không được đẹp lắm đâu. Đây các bác nhìn này. Đấy, đây. Đấy, thân dây của nó thì nói chung thì bây giờ nó là những hàng này thì giá thành nó rẻ thì chắc chắn rồi, độ đẹp thì nó không còn được đẹp nữa đâu. Nhưng mà đầu jack của nó đây thì em thấy còn tương đối nha. Đây các bác nhìn ra. Đây các bác nhìn này. Đấy, đầu jack thì nó còn tương đối cho tất cả các bác này. À, các bác nhìn chưa? Đấy, rất là ok nha. Đấy, chân jack của nó đây, các bác nhìn chưa? Đó. Các bác nhìn chưa? Đấy. Đây, jack của nó này. Đấy, cặp này thì nó hơi bị xước một tí ở chỗ này nha. Đấy, nhưng mà bởi vì cái giá thành của nó bây giờ các bác mua một hàng mới của nó rơi tầm 4 triệu. Nhưng mà cây với một sợi như này thì các bác chỉ cần bỏ ra 2 triệu đồng là các bác có thể sở hữu được cái cặp dây tín hiệu này rồi. 2 triệu đồng nha các bác. Đó, chỉ có 2 triệu cặp dây tín hiệu này thôi. Đấy, giá thì rất là ok. Đó, chất lượng thì tôi, độ đẹp thì em thấy nó cũng còn tương đối. Nói chung này nó cũng không phải là quá là cũ hay gì đâu. Đấy, các bác nhìn ra, 2 triệu đồng một cặp dây tín hiệu của Acuphase. Và tiếp đến thì đây nó cũng sẽ có một cái cặp nữa. Nó cũng là dòng dây của Acuphase nha. Nhưng dòng này thì nó là bản kỷ niệm 35 năm thành lập hãng. Đây các bác nhìn ra. Đó, một cặp dây tín hiệu RCA của Acuphase. À, cặp này thì đợt trước em cũng không biết thì bác khách thì bác có báo là bác mua là đợt đó bác mua thì giá khá cao, nó là hơn 5 triệu một cặp cơ. Đấy, nhưng mà cặp này hôm nay bác ấy đang nhờ bên em bán lại có 2,8 triệu nha. Đây các bác nhìn chưa? Đó, nó là dòng dây Acuphase này, 1973-2008, bản kỷ niệm 35 năm thành lập hãng này. Hàng của nó thì tất cả đều là made in Japan như này. Đây các bác nhìn chưa? Đó, dây thì còn rất là đẹp này. Thân dây của nó thì này các bác nhìn ra, thân dây của nó đây cực kỳ là đẹp nha. Đấy các bác nhìn ra, của cái đầu jack thì nó hơi cũ một chút thôi. Đây. Đấy. Nói chung thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái chất âm cả, nên là các bác cứ yên tâm. Đấy. Đây chính cái đầu jack của nó này. Đầu jack thì đều là mang, đây các bác nhìn ra, đầu jack tất cả của nó đều là dòng của Acuphase như này nha. Đấy các bác nhìn chưa? Đó, khá là đẹp. Đấy, cái giá này thì cực kỳ là tuyệt vời, là giá rất là tốt nha các bác. Các bác nhìn chưa? Tất cả đều là đầu nguyên zin của Acuphase như thế này, dài 1m nha các bác. Đấy, đây một cặp như này, đây các bác nhìn này, nguyên một cặp nó như này. Đấy, các bác nhìn này. Riêng cái dòng này thì bác nào mà thích ba giải tốt này, trung âm nghe hay này, tiếng bass nó có độ chi tiết, tiếng nó tách bạch ra, thì các bác lên tham khảo cái cặp này nha. Tầm tiền rất là hay luôn. Đấy, em đánh giá cặp này cực kỳ tuyệt vời. Hôm xưa thì em quá quen lên rồi.
Nhưng mà đến ngày hôm qua thì em mới cái test, em mới test và em mới nghe và em cảm nhận được thì đúng là cái tầm tiền này thì rất là khó có thể vượt qua được chất âm của nó nha các bác. Đấy. Còn đây chính là một cặp dây tín hiệu của lọt đót này. Đây. Thì cái cặp này thì nó sẽ ưu tiên cho những bác nào đang dàn âm thanh mà đang thiếu cái giải chép. Đấy, tiếng chép nó chưa được sáng tiếng, nó cái độ ca sĩ nó lúc mà liếng nó ngân lên cao á thì nó chưa có độ trong, thì các bác có thể tham khảo ngay cho em về cái cặp dây tín hiệu lọt đót hình đò 2 như thế này. Cặp này thì đây các bác nhìn chưa, dây cực kỳ là đẹp. Đấy, một này các bác nhìn chưa, đây các bác nhìn này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, đầu rắc của nó đây, bởi vì cái dòng này của nó thì sử dụng là trọn bộ là những bộ đầu rắc VKBT của Đức rồi. Đấy các bác nhìn này. Đấy, lọt đót này, dây này thì cặp này đang có chiều dài là 1,5 m. Đấy, cặp 1 m thì bên em đang bán các bác mức giá là 3.800.000. Đấy, còn cặp 1,5 m thì đang bán cho các bác 4.500.000 nha. Bên em đã bao gồm phí ship rồi. Đấy, các bác nhìn nha. Đó. Này, các bác nhìn là thân dây là đầu rắc còn cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, các bác nhìn là đầu rắc của nó này. Đấy, đây. Nè, các bác nhìn chưa? Đấy. Đẹp không tì vết nha. Rồi, tiếp đến thì đây chính là một sợi dây nguồn. Hôm nay lâu lắm này em mới về được cái sợi dây nguồn của Audio Quest này đây. Thì cái dòng này nó chính là dòng dây nguồn của Audio Quest là RG4, một trong những thương hiệu thì cực kỳ nổi tiếng đến từ Mỹ rồi. Đấy, dây thì không có phải là to. Đấy, dây thằng này thì nó không có quá to đâu. Lõi dây của nó thì nó lên 4.0 ly và nó có hai lớp chống nhiễu nha các bác. Đó, dây này của hãng người ta dập nguyên bản luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, cái đầu rắc của nó này, đây cái đầu rắc của nó đây, các bác nhìn nha, đầu rắc của nó này tất cả đều là đầu đúc nguyên zin như này nha. Đấy, các bác nhìn đầu đực, đầu cái của nó đều đúc nguyên bản, dây thì còn cực kỳ đẹp, là các bác nhìn chân rắc của nó này. Đó, chân rắc rất là đẹp nha. Đó, tất cả đều nó thì đều là đều có cái cục lọc nhiễu hai chiều của hãng. À, các bác nhìn nha. Đó, Audio Quest. Đó, cục chống nhiễu Audio Quest như thế này. Đây các bác nhìn này. Đây này. Ở trên này thì nó đều có này, này nó đều có những cái phân khúc tầm tiền này, các bác nhìn được những cái mà người ta đánh vạch đỏ như này thì nó không phải là đồ của thằng này nha. Đấy, như khi mà người ta đánh dấu cái dấu trắng như này đây, đấy nó chính là dòng Audio Quest là RG4. Trên thân dây thì nó đều có hai cục chống nhiễu như này. Đó, các bác nhìn được trên thân dây đều có hai cục chống nhiễu như này nha. Đó, lõi dây của nó đây, để các bác nhìn lõi dây của hãng này, các bác nhìn được. Đó, thì một cái cặp này ấy, bây giờ nếu mà hãng người ta đang bán thì nó rơi một tầm trên 6 triệu. Đấy, thì cái sợi này bên em đang bán các bác mức giá là 3.800.000. Đấy, thì có một đặc điểm nên các bác nên lưu ý giúp em nha. Thì riêng cái hãng của Audio Quest như này, những cái dòng mà phân khúc tầm trung như này nha, thì bây giờ hãng người ta đều có để cái địa chỉ sản xuất của nó là ở Trung Quốc nha các bác. Đấy, nên là em các bác nên lưu ý, và nó sản xuất là sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Mỹ. Đây, thì đây em sẽ quay cho các bác xem để một số bác khỏi phải vân vân này. Đây các bác nhìn thấy chưa, đấy đây các bác nhìn đây, đó các bác nhìn đây, hàng của Made in USA này, các bác nhìn đây hộp của nó này, đó hàng Made in USA này, được sản xuất này, đấy tại Chile, các bác nhìn chưa. Đấy, bởi vì đây là hãng Audio Quest này, thì bây giờ hãng người ta đang đặt nhà máy và đặt xưởng của nó là tại Trung Quốc, nhưng mà cái công nghệ và cái chất lượng và cái tiêu chuẩn của nó thì đều là của Audio Quest và đều là của Mỹ nha các bác. Nên là những cái giày thì khi các bác nhận được thì các bác phải lên lưu ý giúp em, nó là như vậy chứ nó không có phải là hàng nhái hay là gì nha. Nên là các bác phải lưu ý cái vấn đề đó. Giày thì em cam kết các bác là hàng chính hãng 100% và bên em về thôi. Đó. Rồi, kế đến thì hôm nay em về là cái cặp dây loa Audio Mega của Pháp này. Đấy, cặp này thì rất là tầm tiền này. Đấy, cặp này thì cực kỳ đẹp nha. Đấy, các bác nhìn nha. Đấy, một cặp dây loa Audio Mega của Pháp như này đây. Đấy, mỗi vế dài 2,5 m nha các bác. Và dây của nó đều là đồng OFHC chống oxy hóa. Dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên một chiều cho tất cả bác. Và đặc biệt thì cái dòng này thì các bác là đang thích nhỏ gọn này. Các bác nhìn, dây rất là nhỏ gọn nha, cực kỳ là nhỏ gọn này. Đấy, các bác nhìn này, cái dòng này thì em thích nhất là những cái bộ đầu rắc bắp chuối của hãng này, này. Đấy, bắp chuối đều là bắp chuối của Audio Mega này. 100% thì nó đều được mạ những lớp vàng công nghiệp như này nha. Đấy, các bác nhìn ra. Đó, rất là chất lượng. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, lõi dây của nó thằng này lõi là 2.5 ly. Đấy, các bác nhìn ra. Đầu rắc bắp chuối này. Các bác nhìn ra. Cực kỳ tuyệt vời luôn.
Con này thì chủ yếu thì bác nào đang thích ba giải hay tiếng bát nó trầm ấm một chút thì các bác thể lượng tham khảo về cái cặp này nhá. Hàng bên em về đây đầy đủ hộp kiếp cho tất cả các bác. Đấy, này các bác nhìn ra Audio Mega Music Vira. Đấy, 2,5m một cặp, hàng đầy đủ hộp như thế này. Đấy, giá của nó là 1.700.000 cho tất cả các bác. 1.700.000 đã bao gồm phí ship. Rồi, cuối cùng thì đây chính là cái cặp dây tín hiệu của Đức. Đấy. Cặp này thì được các bác đánh giá một cái chất lượng âm thanh nó cực kỳ là hay này. À, thì cái cặp này thì hàng bên em về ấy, nó là hàng đã qua sử dụng rồi và hàng là hàng nguyên bản 100% nha. À, đây các bác nhìn nào, nó là dòng dây ACE Wiper. Đây các bác nhìn nào, nó là dòng dây tín hiệu ACE Wiper made in Germany này. Dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như này nha các bác. Các bác nên lưu ý giúp em này, thân dây của nó rất là đẹp này. À, các bác nhìn ra màu trắng sữa. Đầu rắc của nó thì là đều là đầu rắc của hãng rồi. Đầu rắc nguyên bản như này đây. Đây các bác nhìn này. Đấy, tất cả đều là đầu rắc nguyên bản của ACE như này. Đây, tất cả đều là đầu rắc nguyên bản của ACE Wiper như này nha. Đấy, thì riêng cái dòng này 100% nó những cái lớp này thì nó đều được mạ carbon chống oxy hóa này. Chân rắc của nó đây, chân rắc cực kỳ là chất lượng này. Đấy các bác nhìn ra. Chân rắc thì đều được mạ carum, độ tiếp xúc tốt. Chống oxy hóa cực kỳ là cao cho tất cả các bác nha. Đấy. Cái riêng dòng này thì tất cả các khách nào mà đã chơi được những cái cặp dây tín hiệu ACE của Đức này thì em khẳng định với các bác là không một bác là chê nha. Đó, cặp này thì hiện tại bên em về đang có mức giá là 3.900.000. Đợt này thì nó rẻ hơn so với cái đợt trước một chút thôi, gọi là rẻ hơn thôi chứ nó không đáng được bao nhiêu, nhưng mà giá ra về bao nhiêu nó sẽ tùy đợt nha. Có đợt lên cao thì em phải bán cao, có đợt xuống thấp thì bên em phải bán rẻ cho các bác, nên là bác này thì các bác nên lưu ý giúp em nhá. Rồi thì ngày hôm nay thì bên em về được một số ít sản phẩm như này. Đấy, thì em cũng có giới thiệu đến cho tất cả các bác. Bác nào mà đang có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm như này thì các bác thể alo cho em Huy Cường Audio nhé. Tất cả các sản phẩm thì bên em đều báo giá cho tất cả bác rất là chi tiết này. Đấy, cái chất âm nó như nào này. Đấy, cải thiện chất âm nó ra làm sao thì bên em đều giới thiệu cực kỳ là tỉ mỉ rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu cứ alo cho em Huy Cường Audio qua số điện thoại 0775 264 888, bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả bác nhé. Rồi, sau cùng thì em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp.